Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay video hơi trễ chút xíu các bạn ha. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi lên Bình Dương, một cái khu dân cư mà xung quanh nó là toàn các khu công nghiệp và nổi tiếng từ trước tới giờ. Những cái căn nhà, những cái miếng đất giá rất rẻ nhưng mà người ta cũng đã khóc ròng á, rao bán cũng không xong và thực sự đã vỡ mộng cho những cái nhà đầu tư á. Rồi, trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trước mặt quý vị và các bạn đây là những cái dãy nhà dạng shophouse á, mặt tiền đường rất là to luôn, mặt tiền đường lớn vô cùng. Một cái khu vực dân cư mà người ta nói là bất động sản công nghiệp đó, cứ nghĩ xung quanh là những cái khu công nghiệp, rồi công nhân này, chuyên gia này, các cái bộ phận quản lý này, người ta sinh sống và làm việc ở đây thì sinh ra những cái khu dân cư rất tốt để phục vụ cho các cái khu công nghiệp. Đó, nhưng bây giờ thì trước mắt quý vị các bạn đây, nói chung đã vỡ mộng. Mình nghĩ đây là của những cái nhà đầu tư mới có tiền đầu tư vào những cái dãy nhà mặt tiền đường như thế này. Thì mấy hôm nay mình cũng cung cấp cho quý vị và các bạn những cái video ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các cái trục đường rất là lớn thì người ta cũng rao mua bán nhà cho thuê mặt bằng rất nhiều. Nhưng bây giờ các bạn đi về tỉnh lẻ đây thì tình hình nó còn thê thảm vô cùng luôn. Đó, quý vị và các bạn thấy những dãy nhà không? Một trệt, hai lầu. Đó, bây giờ sắt thép là nó rỉ sét rồi các bạn ha. Những cái tấm lam phía trước này, đó, những cái che nắng này, nó rỉ sét hết rồi. Còn đất đai thì cái cửa vô đó, người ta cũng để cho cỏ nó mọc lên. Ở đây còn lưu sót lại một vài cái bảng hiệu mà chắc ngày trước người ta cũng làm việc và sinh sống ở khu vực này, nhưng mà chắc không có ăn thua cho nên người ta đã rút dù, hoặc là người ta thuê mướn, là bây giờ người ta để các cái bảng hiệu còn lại sót lại như vậy đó. Thì nguyên cái dãy này là cũng khoảng hàng chục căn á quý vị, hàng chục, gần cả trăm căn á, mặt tiền đường luôn đó. Thì thỉnh thoảng năm 10 căn như vậy thì có một cái nhà người ta cũng đang ở đó, chứ không phải là bỏ hoang hoàn toàn. Nhưng mà nhìn thấy cái cư dân ở đây thì cũng rất là ít quý vị. Mình lúc này nó khoảng 11 giờ đó, mà các bạn thấy như thế này này, 11 giờ ngày thứ 6, ngày 13 tháng 10 đây, mà các bạn nhìn thấy đây. Đó, hiện trước đây thì mình nghĩ khi mà làm những cái nhà cửa này lên á thì cũng có vẻ xông tụ. Đó, các cái bảng hiệu người ta trưng ra người ta kinh doanh. Nhưng bây giờ thì đó, những cái tình hình đó các bạn nhìn thấy, còn đa số là bỏ trống hết toàn bộ. Nó thậm chí những cái căn nhà này nó xuống cấp nữa rồi đó. Thì đúng là tiếc ha quý vị ha. Đường xá thì rộng rắp, rộng vô cùng luôn. Đó, toàn bộ thì có những cái nhà bây giờ người ta cũng treo biển bán, có những người thì treo biển cho thuê. Đó, nhưng mà bây giờ cái dân cư á, các bạn biết không, cái dân cư không có, với lại người ta sinh hoạt ở khu vực này thì hiện tại công nhân đồ cũng vắng vẻ rồi. Các cái khu công nghiệp á, đó, các cái khu công nghiệp thì người ta công nhân mà, người ta làm lụng thì bây giờ cũng công việc ít đi, vừa giảm biên chế này, rồi vừa giảm việc làm này, rồi giảm cái thời gian tăng ca này, cho nên cái thu nhập của người ta cũng eo hẹp lại. Và những cái dãy nhà như này thì cũng dầm mưa dãi nắng một mình như thế này thôi. Nó rất là nhiều cái bảng cho thuê ha, hàng loạt luôn á. Cũng có những căn nhà rao bán nhưng mà thời điểm này thì các bạn biết rồi, rất là khó khăn. Đó, không biết sau này thị trường bất động sản như thế này, nhưng bây giờ nhìn những cái dãy nhà như thế này thì thật sự là vỡ mộng, đúng là vỡ mộng đó quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy không? Nhà cửa xây san sát nhau luôn. Rất là nhiều, nguyên một cái trục đường này nhiều lắm quý vị. Đây là mặt tiền đường ha, mặt tiền đường này cũng khoảng vài chục mét á. Thì cái dự án này là dự án Mỹ Phước 3 đó quý vị ơi. Dự án Mỹ Phước 3. Từ đây đi về Sài Gòn thì cũng khá xa đó. Và từ cái vị trí này ra quốc lộ 13 thì nó chừng khoảng vài trăm mét thôi, nhưng mà từ quốc lộ 13 từ cái vị trí này mà đi về Sài Gòn thì khá rất là xa. Vài chục km. Và người ta, những dự án này người ta làm để phục vụ cho cái khu công nghiệp đó. Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 đó. Rồi người ta làm những cái dự án ra như thế này. Nhưng bây giờ thì
đúng là đồng phong mông quạnh nha quý vị này. Rồi bây giờ mời các bạn đi vô cái mặt sau của cái khu dân cư này, đó là cái mặt tiền trước á, đó những cái dãy kia như là shophouse á, những cái nhà ở thương mại đó. Bây giờ cái dãy sau này, đó vào cái khu vực nội bộ phía sau nữa. À, quý vị nhìn thấy đây là những cái mặt tiền đường mà phải nói là quá trời luôn. Đó, các bạn nhìn cái tổng thể này, đường lớn không, đường mấy làn xe liền luôn, rất là lớn. Nếu đi thẳng ra là quốc lộ 13 đó quý vị và các bạn. Và ở đây là ở cái thị xã Bến Cát á, thị xã Bến Cát. Ngày xưa mình nghe nói Bến Cát thì nó xa xôi vô cùng luôn, nhưng mà bây giờ đường xá đó thì nó cũng rộng rãi rồi. Đi về từ đây đi về Sài Gòn nó cũng khoảng 1 tiếng hơn, 1 tiếng rưỡi. Nếu mà đường xá thông thường thì cỡ 1 tiếng rưỡi. Đó, đó là toàn bộ cái những cái dãy nhà mặt tiền. Bây giờ mời các bạn đi ra cái khu dân cư nội đô phía sau. Thì ra dân cư nội đô phía sau thì cũng vậy đó quý vị. À, cũng trước đây thì người ta cũng có những cái hàng quán, nhưng bây giờ cái lượng công nhân ở đâu hết rồi. Khu vực đằng sau này thì các bạn thấy nó cũng khá buồn, ngay cả cái mặt tiền đường thôi mà như vậy đây. Thì phía sau thì cũng không khấm khá gì hơn đâu, và nhà cửa thì cũng thưa thớt. Đó, bây giờ mời các bạn đi vào cái đường nội bộ đầu tiên này. Đó, đường nội bộ đầu tiên thì cũng có một cái dãy nhà bên phải quý vị đây. Cũng giống như cái dãy nhà phía trước vậy đó. Hai cái đối đầu với nhau, đầu lưng á, đầu lưng với nhau. Đó thì nó cũng hoang vắng vô cùng. Cái giá đằng sau này thì rẻ hơn đằng trước quý vị và các bạn, rẻ hơn rất nhiều. Đó, như mình đã nói thì bây giờ có những cái nhà người ta làm để cỏ nó lên, có những cái nhà thì người ta tận dụng để ta để xe. Đó, còn đa số thì đóng cửa then cài. Đó, nhìn lên phía trên thì nói chung là nó bị xuống cấp rồi quý vị và các bạn, lâu ngày không có ai ở và tu bổ nó bị xuống cấp rồi. À, mình nghĩ những căn nhà này là chủ đầu tư người ta xây lên để người ta bán hàng loạt đó, tại vì thiết kế giống nhau và liền kề với nhau. Đó, các bạn nhìn thấy cỏ rác rồi nó lên thôi, không có gì. À, cư dân rất là thưa thớt luôn. Đó thì mình xin nói lại cái địa chỉ là khu Mỹ Phước đó, khu Mỹ Phước 3. À, nó nằm ở phường Thới Hòa đó quý vị và các bạn, nằm ở phường Thới Hòa. À, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trước đây thì người ta cứ nói tới Bình Dương là nghĩ tới các cái khu công nghiệp và rất là sầm uất về cái công nhân, người ta tập trung vào cái tỉnh Bình Dương rất nhiều. À, trong một cái khoảng thời gian sau đó thì người ta làm nên những cái dự án và người ta nói là nhà ở cho công nhân, rồi nhà cho thuê trọ. Đó, bây giờ là những cái nhà này là những nhà để kinh doanh đó, nó phục vụ cho công nhân của các cái khu công nghiệp. À, nhưng mà bây giờ xa cơ thất thế mất rồi. Đó, những dãy nhà dầm mưa dãi nắng như thế này các bạn thấy không? Không ai ở luôn, không ai kinh doanh gì cả. Và đúng là mật độ dân cư ở đây thì thưa thớt vô cùng. Đó, như mình đã nói đó, ngay cả trung tâm thành phố thôi thì cũng tình hình cũng rất là khó khăn. Bây giờ đi về các tỉnh thì toàn là nhà cửa, đất đai bỏ trống rất nhiều luôn. Và đúng là các cái dự án này thì người ta làm lên đó, với cái diện tích của nó là rất là nhiều, rất rộng quý vị và các bạn. À, cái khu công nghiệp này nè, cái khu đô thị công nghiệp này tới 6.200 hecta, ghê gớm ha. Nó nằm rải rác quý vị và các bạn, nó nằm rải rác đó. Và những cái căn dạng nhà như thế này thì khoảng năm 20 năm 30, rồi có những cái biệt thự 10 30, nghĩa là tùy theo đó các bạn nhìn thấy không? Người ta tận dụng, người ta để xe này thì thoải mái rồi, để xe để cổ thoải mái. Đó, nhìn lên phía trên này xuống cấp rồi quý vị ơi, xuống cấp ghê lắm. Đó, nhà cửa san sát. À, lâu lâu có một gia đình người ta ở. Ban ngày mà như vậy thì ban đêm thì quá trời buồn rồi quý vị ơi. Và như mình nói đó, trước đây khi mà chắc cái chủ đầu tư người ta làm á, thì công nhân đồ cũng đông. À, vừa công nhân xây dựng, vừa công nhân các cái khu công nghiệp. À, người ta thấy người rất là nhiều. À, người ta kinh doanh mua bán. À, nhưng bây giờ tình hình rất là ảm đạm.
Nhiều quá quý vị. Hôm nay mình đi Bình Dương, những cái khu công nghiệp mà có những cái bạn đọc á, bạn xem video, bạn nói là lên cái khu bến cát này thì nhiều mà đúng thật sự nhiều. Nhà cửa san sát rồi. Không một bóng người luôn. Rất là ít. Đó như mình đã nói đó, mấy năm nay thì các cái khu công nghiệp á, người ta các cái doanh nghiệp á cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các cái đơn hàng người ta bị thu hẹp rất nhiều. Đó, tình hình kinh tế toàn cầu thì các bạn cũng biết rồi, trong những năm gần đây thì bây giờ nó khủng hoảng ạ, à, khủng hoảng. Việt Nam mình cũng không có ngoại lệ đâu và nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó các bạn như thế nào? Đó, nhà cửa như thế này tiền tỷ đấy chứ, những căn như vậy là tiền tỷ đó. Để phơi mưa phơi nắng, kinh doanh cũng không được, bán cũng không xong. Thật sự bây giờ ai có tiền mà đầu tư vào những khu này quý vị và các bạn? Ví dụ như có cư dân rồi người ta ở thì mới được. Bây giờ nó vắng vẻ này thì người ta xuống người ta cũng không dám xuống tiền. Đó là một trong những cái coi như là nhức đầu nhất của những cái nhà đầu tư, đúng là vỡ mộng rồi. Bây giờ bán cũng không được, cho thuê cũng không xong, cứ để mặc cho thời gian và cứ chờ thôi, biết đâu được vài năm nữa người ta sẽ biết đâu thị trường bất động sản nó sôi động trở lại. Nhưng mà các bạn biết rồi, các cái dự án vừa rồi nó phát triển mạnh quá, vừa mạnh và vừa nhanh rồi vừa nhiều, đúng là khủng hoảng về đất đai, về nhà ở đó. Nghĩa là bất động sản mà những cái khu dự án hạng sang chết theo hạng sang, hạng thấp thì chết theo hạng thấp, không sống nổi. Và đúng là cái tồn kho quỹ đất quỹ nhà hàng nghìn tỷ, hàng trăm nghìn tỷ còn khá nhiều. Tất cả các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, các bạn nói ở miền Bắc, ở Hà Nội cũng rất là nhiều luôn, mình xem các video cũng vậy luôn đó. Còn đi sâu vào bên trong này là đất còn bao la, và thỉnh thoảng có một vài cái căn nhà giống như là riêng lẻ này đó thì người ta cho thuê phòng trọ, nhưng mà toàn là treo bảng cho thuê phòng trọ không thì công nhân mình không thấy đâu cả, rất là nhiều quý vị và các bạn. Có nghĩa là cứ treo bảng phòng trọ, treo bảng phòng trọ, người ta làm một cái dãy nhà dài đằng sau rồi cái chừa một cái hành lang bên hông á. Đó, rồi cái lâu lâu cái người ta để cái phòng để người ta đi vô đó, để mình quay cận cận cảnh cho các bạn xem một cái phòng. Đó, nghĩa là một cái dãy nhà dài đó, cái hành lang bên cạnh đó, như dãy nhà này hành lang bên cạnh này. Đó, đi thẳng bên trong luôn. Đó, còn đất thì nhiều lắm, đất nhiều lắm. Ngày xưa người ta làm thăm dò, ví dụ như người ta có mà công nhân người ta ở đó thì người ta mới làm tiếp, không có thôi người ta ngưng. Đó, đây là những cái dãy nhà trọ này các bạn này. Đó, vì hai nhà hai bên người ta làm cái hành lang, hai nhà hai bên người ta làm hành lang. Đó, có một cái nhà thì người ta làm bên hông. Đó, ví dụ như những căn nhà này này là bên hông, cửa mở bên hông. Đó, với chiều ngang 5 mét thì chừa cái hành lang 1 mét được rồi các bạn, còn ở trong nhà 4 mét là ok. Thỉnh thoảng thì cũng có một cái vài nhà người ta ở. Đó, còn đa số là phòng trọ này các bạn này. Đó, đa số là phòng trọ. Đó, đúng là trên đây khủng hoảng về phòng trọ đó quý vị và các bạn, và cái lượng công nhân giờ người ta đi đâu hết trơn rồi đó. Đó, và nhà cửa đất đai, quỹ đất, quỹ đai như thế này thì cũng vô cùng luôn quý vị và các bạn. Đó là một cái thời kỳ đen tối nhất của thị trường bất động sản, của những nhà đầu tư. Rồi các bạn nhìn thấy không? Lâu lâu một căn nhà dài người ta làm cái phòng trọ. Đó. Người ta chừa cái lối đi bên hông như vậy đó. Đó thì trên đây Sài Gòn Camera đã mời quý vị và các bạn đi về một cái khu công nghiệp mà trước đây người ta cũng tiếng lành đồn xa rất là nhiều. Nghĩa là người ta nói đầu tư vào đây thì thị trường đất đai nhà cửa nó lên. Nhưng mà sau bao nhiêu năm, hơn 10 năm nay, bây giờ mình quay lại cái khu vực Bến Cát thì nhìn thấy như vậy. Những dãy nhà mặt tiền thì cũng đèo heo, điêu tàn, và những cái khu dân cư đằng sau này cũng như vậy quý vị và các bạn này. Cho nên đúng là cái thời kỳ đen tối nhất của thị trường bất động sản. Mong rằng thị trường sớm hồi phục để cho những nhà đầu tư cũng như các cái quỹ đất này, các cái nhà như thế này này được đưa vào tận dụng hết, không để lãng phí như thế này nữa.
Rồi, trên đây Sài Gòn Camera đã mời quý vị và các bạn đi một cái dự án thực tế ở Bình Dương. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công và may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Sài Gòn Camera. Một lần nữa, xin thân ái chào tạm biệt.